Số này đừng ngọt này chứ lấy đọc bốn nó dương ngon miền ai tiết đấy nè mình dương chờ check này hỏi miền miền ai chứ Được. ngọt đẹp tông mình lấy đọc bốn đang tiết đấy Thật ở đấy đây thì nè mình này chân chân chăm tí chứ chăm tiệt này dương máu mất mình chọn cài đó lên một tỷ nữa nè mà bị chọc ở vô khẹp nữa nè mình sẽ dương châu đó reading nó reading reading hay dương miền ai tiết tôi bị reading hay dương đầu miền comprehension question hay là miền writing một tiết nè hay tẹo tông chỉ môi nâng vọng thoa tu tàu nói vọng thoa tu tàu nâng teacher nâng prap là việc giờ xe dường em chọc nhìn xa đi môi sân chui một lần phong nâng về chọc nhìn xa đi môi sân em prap là việc giờ xe vọng thoa tu tàu ở cái cài tại cả nà cái ọt cài à vọng thoa tu tàu nâng tế cứ thật lẹ đồ khả niên tụi bây thua ổng lấy trâu mấy cậu thật lẹ ta thật lẹ mà bốc xe mang thật lẹ và hai dường đi mình toán cho bác tiết tha kia nâng vào lòng mán bốc của dương phải nhà bộ phì vì ai bay mục vì ai vào thọ tu tấu ông lễ trùng niến hay đừng ông lễ tu tấu tiếng ông này thật trăm thọ ông lễ tu tấu cứ tranh thọ phẩm đặt intermediate này của nó cứ tu tấu đôi nị sật đột tây tiệt tiếng ông ai cái tiệp xế nhé nè cần đặt ai cái đó có tranh phẩm đặt năng lực intermediate còn ta intermediate nó vì bởi dương cực đó vì chỉ cùng đặt TOEFL cùng đặt TOEFL cùng đặt IELTS còn ta TOEFL IELTS cùng đặt tiệm TOEFL IELTS cùng đặt quốc cứ advanced upper cứ nâu cả đá này nên này chẳng cùng đặt biết TOEFL này hay đừng ở khi về khá nhóm riêng chọc advanced này nó thường ai intermediate ọt chế hay sẽ ọt chế mến hay sẽ ọt chế mến nè là advanced tờ sập hấu vẫn ọt đá mơ vẫn năng này và hay đọc đại mơ của lịch bên trở đây tôi bày đến đó hai cái đời xong bây là teacher nó gọi teacher mình sau đại mơ đẹp tông chỉ môi đằng ai ở lên TOEFL lại và tôi đọc vậy tới xong bây là tôi bỏ lõng nó bán triêm không và ở ai ở bộ thiếm ai bán và hai chị dặn tiếp có bộ môi lại mơ mà Australia New Zealand cái giới đó cả nước tôi bỏ lõng mà đó chọn tôi Australia tôi có lo một đó ban pram á ban của mỗi chọi số hay cái do mỗi chọi phẩm chẳng những khác lối mà rồi bài sập pram được lắm khác lối hay ọt từ giờ này tiệt ọt từ giờ sự thi bị khe tiệt chưa từ giờ đang giờ mình vừa ấy mình tụ ọt đó hay việc con thoảng tha à ô xử lý nếu bị ọt giờ thô phô thì hay thô phô thì chớ bởi giờ mà thêm mỗi ai ai biết cũng bấn lộ của thô phô thì chớ chết của mỗi rồi ấy nè và hay rồi xa dương TOEFL vì ở sau của bạn mà này là sao TOEFL vì bạn con mùi miên grammar miên ai chờ chẳng chứ này ai ở có vì mình sơ chia của bạn ấy mà này và tại khả là speaking vẫn thì chơi vậy bạn ta có mùi này có mùi chơi xôn dương ọt đăng thay là biếp kinh dây mách đầm bây ơi cái nạ cao mà ca thì chào bà rõm dương á dương ọt tìm một dương dễ tha mà bây đây dương trẻ và những gì vậy tam dương trẻ những gì ba phần mùi và hay mùi tiết cứ chuyển nói đại liền sau đấy nó cứ reading reading nó viêm mân của bạn này phần vị trí ra Dạ reading vâng. nhưng mà lo ăn này ý pi bài pass pi passage ấy nó rồi có phía trái cái này là bằng passage thế của lo ăn này ý nữa á anh út đôi chỗ bài passage hay về anh điện hay phê được lại chẳng dương vì Tập chùa anh. dương vừa ban triềm ở ban triềm mấy cái triềm ca cục crong về lìa nè dương soi à đường cục crong về lìa dương cục crong ở bán ở mau đi đi nè ở mau đi đi vì mua cho rai chính đi đây tại rai chính ở một bạn thì đời xa thì chơi rai hoặc là ngày đây chẳng biết rủ vấn đề và phần đầu tiên mình tụt lẹ máu nó tự tiên đời xa đi đi nhỉ à nó toàn là ngày à nó toàn vì chơi ăn với dương ọt ọt sau càng time management bỏ dưỡng á dương admin time mà lỏ bỏ writing tập đi để tìm mũi cứ rồi xe bỏ slide grab bỏ slide grab nên cứ nhẹ check vừa research anh đang chia chấm điểm bỏ kê hỏi nè nhẹ check vừa research chia chấm điểm bỏ kê hỏi tìm pi cứ essay writing comment ai chia bài hà để writing nhở và listening có bài hà đây listening struggle đây mình một bạn thì phải sai vậy phải chăm ngay thì chờ bao sẽ đào ngày bạn không làm, ôi ta lang lan cứ bao còn để sẽ đọc
bà nâu tế hát bàn sạp tế đại xa chuộp riêng bà phần tay bàn sạp đã sạp mùi con sơ sạp mùi con sơ viết công rất tiếp tiếp pre-intermediate inter ấy nâng viết tiếp tiếp viên mình đó là cái hào tha authentic nhất á cái hào tha authentic listening authentic listening nâng viên này thà phía xa nâng kinh dậy trong sống cung tế bật bắt ọt bà thì đời xa ai ở nâng cư vì miên quên YouTube chẳng tập về lang lán cứ bà hay phù sa bỏ tay chơi cái thang và ba anh chị lan một cái đấy đại ban đạp từng riêng còn đạp từ on lệ tay chơi đang là lâu chọn đạp từng riêng bao từng riêng tôi chẳng chẳng cái ba sẽ đạp đồ ngay chẳng đó tôi chẳng còn đấy reading mình và ba thế còn đặc biệt chả dương cục lớn về vật liệu bàn tại bờ sân chơi tay chơi tập lòng đón tiếp tình nghĩa mà mình vừa mới cái lạc còn vẫn là hiện tình nghĩa thằng chẳng bạn phần tay mình đang tháp lòng giờ thưa ai nhá mình đang tháp lòng giờ thưa ai của hành năng cứ cái thầu ca sản đạp tàu New Zealand tàu và mình rất giờ hành năng thì cái giờ hành năng có bán TOEFL của bạn TOEFL phải mọi chất lắng thì giờ rồi mình rất TOEFL paper phải mọi chất lắng thì giờ rồi và còn TOEFL chỉ test bao hàm đấy IELTS chỉ test bao Australia hay New Zealand Việt Nam Australia đại và hôm nay Singapore giờ từng vì TOEFL hay là IELTS cứ giờ phần tái việc bên chất IELTS chuyện Singapore tại sao kêu về đến Singapore cứ mau bị Australia chở nè chẳng khổ khổ cái bên chất bảo kê chuyện của IELTS đang bảo Australia này. Ok tớ này giờ mau đào xàm xong nhận về nhé thì ở lâu giờ nhưng ta chạy mong muốn phần tay và chìm bán cháy nhầm trong và cho vào đó một thầy mà là lấy đọc ra nhưng giờ mùi này nhưng mơ biệt đang buồn đang sẵn à cái lại này thảo thảo này bỏ biết thảo này biệt này phát đang ọc cá bỏ dương dễ vì cá cứ thảo đôi kia phát siêu nó phát siêu chẳng biệt nó cứ ai đó đi nó cứ vợ free đang ọc chẳng cứ bảo phát siêu trâu tao từng học bao nhiêu vậy thì cao chẳng là lâu nay anh miền ấy vậy chưa thấy kèo bị áp tận đây mỏ liền lườn tích incarcerated anh đang khăm ai thằng mày không luôn rồi cậu không khen incarcerated không khen not will be harassed biển nó riêng sản mình à rồi tăng gì gì tăng biển biển cây không à gì được gọi biển biển cây không à đào bể xí manipulated miền này tham ăn biển là manipulated nhé bị phe sam đi chơi biển nó operate manipulated nó bị ai control miền này đặt trục trặc có influence rồi còn nhà thì pull từ lề biển nắng á rồi còn môi tiết cái prai tha prai đó nè trục trống miền anh đi pull rồi còn prai biển manipulate là về những tham đi môi tiết manipulated and đi release đó là trâu biển nắng sớm mai nha nhập nó release đó là vậy à lâu mùi nào xong những cái này dương viên này hát đi bankrupt nó nguyên này thà bỏ được ra tẹo tương chỉ mùi nâng ca luôn tình yêu kia ấy lắm chẳng quát nó trâu ban kia ấy kì không đã cục bà chẳng một quát miên ổng hò tẹo tương chỉ mùi nâng ca tự luôn loan tình yêu kia kì mình lê như mày nè kì mẹ đọc lê như mày nè cái mà đọc lên nhé, cứ cái khung khu này, khung kháng này, cái đạp cục này. Ê, nâng incarcerate, nâng khung khu nữa rồi, phía sau lấy cái hào thác imprison. Khung khu nữa rồi, confine. Chẳng á, nâng này. Chẳng được bài answer ý. Ê, toàn ấy. Miền ai tiết đấy nè chứ, miền ai chứng ngó, đẹp tơn chỉ muốn đọc ram đi. Nằm đại ấy đó. Miền chúng ngon ấy đi có miền ca cho chơi về nhé ấy đẹp tương chứ mùi nâng đọc ra mình thích. Bà sân chỉ miền ca cho chơi về nhé cứ dựng bàn riêng cho ra nè. Dựng chạy mỏ.
bởi dương khoản là đạn tao passive admin admin trở chơi về nhảy tế cứ memory bởi dương còn nghe chạm là tao lẹ là đang cứu đạo cứu đạo cứ passive tai bởi dương bán share nó bởi dương bán share tam phát đẹp tao ngồi ở đôi chìa thơm nó là chi comprehension question ấy nó cho người này được học share lắm nhưng mình cho vậy đại này còn tai bê khá này được học này học trẻ nâng mình đang share mà chẳng không vậy sẽ đạp mọi người và mở tháo nâu hết tháo hoặc để bị sát dễ chơi yes mày đá bị sát miên trong ngò lại thì đấy ở đây chờ à lâu bị sát ta bị sát ta ê hay đi môi na xòm chuyện về đây cái khơi cái chập dương từ luôn lan từ này kia ta cái khung luôn dưới đứa có cái đọt này thường đã kì chào bây giờ kì ọt release đi à ok chẳng chẳng ế nè giờ ế nè kì ọt release nè dạ chờ dạ dạ chờ trong cái này kì đạp bia finally trong cái kì chạp bán nè nè trong cái kì chạp bán mình này thay kì tam chạp vô ấy mày nè nấy bên chẳng dạ chờ rất kì chạp bán chẳng mình tam vô hời ok tỏ chẳng đọc một mối mất đọc một mối nè rồi bị đại đổi là bị highlight nữa này này cứ famous I think renowned bật thiên lồng hạt nên cứ ăn cho bà thì bật thiên bị ăn cho bà vì lộn làm chỗ kia này này bạn đọc về lại còn thì chờ mưa mà plan tới bạn đang tha chạm bị đọc ở mũi đòn mà thấy nên cứ kể rồi bị này đổi đừng bị lờ nâng mũi nó lửa đang mùi nè ngay à lâu dương mưa sần á phải mở nắng dương chạy hài cho grass grass dương bộ bán á grass grass like virtual virtual yeah like delicate with smart delicate grass nó mới đập trà toàn á, grass nâng phiệp ọc trà và tòa mà dường miên eloquence eloquence nâng ngày kế eloquence nâng with smart and fluent speaking ca nỉ dây ọc tẹt ca nỉ dây ban rồi lùn chẳng quan nâng cư lực bày khang phiệp ọc trà hay nâng ca nỉ dây đau rồi lùn ọc miên tẹt thì in public speaking nâng nông ca nỉ dây gì ấy kế chia xa thiên nạ ế exhibited nâng mê này thá bằng hàng exhibition ca tăng bị bó chân exhibited nâng cứ đã bao bằng hàng and be depicted nâng depicted nâng mê này thá đã trâu ban kê bị bó rồi nìa thả hỏi chân món á bạc thảm đoàn renowned nâng kia dương tham bởi những thảo quay bị renowned nâng việt smile nâng ai kế famous smart and famous with smart and ai mùi tiết đó well known là ngày đó cho đó đi immerse chứ hay immerse chứ mùi tức không vậy yeah đã trâu ban kia chứ mùi chô tức nóng tức immerse chẳng là năng việc khó đạt thế ná là ngày và quát mẹn trâu ban kia chứ mùi tức nóng tức là ngày miễn ai chứng ngọt tẹp tâu mới đây đọc mùi. Before we move to 7:10, do you have any doubts or questions concerning the extent before moving to the 7:10? Everyone, you have any questions? Or you have something for explanation concerning this point? If you have, please share. Tại tôi nói pronunciation là chờ, anh nói renowned. Renown hay renown nè dương. Mình là renown. Mơ sẵn, bố ấy cao về teacher riêng bị khám ấy. Cứ khủ ổn miên xâm lệ nhỏ sẽ đạp về viện nó chạy tăng tô chứ. Mẹ tăng tô ấy tăng nạ tìm bày, chạm tiền. Teacher mơ hình tính á. Bố ấy đòi xa cao vì muốn dương riêng lập biệp kẻ hào thăm ấy. Grammar translation method mày nè. Nên dương chạm vì thị xa này nè.
Kì ăn renown teacher. Chẳng ngọt thì mình ăn heo heo mà nè. I have a book, I have a bike. Chẳng Pass. Tam bất biện năng mẹn heo vậy. Chẳng nhưng mơ sẵn của ai biện năng. Vì ai nâng khóc tăng bị môn máu. Renown. Oh, renown. Bà biện năng dừng ăn renown. Very good, thank you for sharing. Lo, nè, trong cổ riêng bị dưỡng bàn. Vẹp bọn chứ môi nâng pronunciation nâng đại. Nói xa, việc khác nhóm trẻ máu việc phịch nó chọc nóng phục bà dưỡng dưỡng ọt đăng thao việc khó hết. Nâng này, thầy cao môn cao thị trơ tử bố. Bọn bọn chỉ đồn mối nâng an thà khô xin nâng. Hay biện nâng miền này cái an khô xin, cái an khắc xin. Hay dưỡng việc khó chẳng thao. Bà, hồ khu xa mai muốn có đọt miền này kế. Quát ăn miên ở vật chân ăn trong sầm lấy sẽ đạp được dương thế hay mùi tiết quát biển xanh nếp bắn quát biển xanh hết quát mình cho bạn tiền quát mình vô tàu ăn trâu ấy quát biển xanh dương hết quát ăn là tam quát trăm vì khổ quát một bên nhà đại quát ăn hiền ăn tam xanh đang phỏng anh đang bị chán đấy. Ok, so how can we read it? Can you repeat it again? Ăn mấy mấy cái này giống ăn mấy renown. Very good, very good. Kháng khói dương bà chênh xung lấy đớ rư cột thơ xua tiệt. Nè, ý đi nè. Bà chênh đớ rư cột thơ. Thơ, teacher. Đớ. Xung lấy. Đớ, thơ, đớ. Nó xó cứ đớ hài. Bùa nâng kẻ áo tha. Boy. Boy nó không apply linguistic dương miên boy hay nâng voiceless. Boy, nâng miên nè xung lấy nâng nó đàm cò. Xó án cứ chó bà viên nâ. Nâ. Nó chênh mau bị đàm cò. Toàn ấy. Chẳng là cà na chênh bị đám có cứ việc tiên xâm lệnh đờ. Cà na nâu trong mốt cứ dừng tiên xâm lệnh thờ. Hai đừng vào ớt. Vào ớt xâm lệnh bỏ vào ớt cứ tiên đờ. Anh đang nâu khăn ông. Chia chẳng nói môi bỏ học lại linguistic. Hai đừng còn nâu khăn ông. Kẻ hào thang. Vẹt quan chỉ môi nâng phonetic hay nâng phonology. Nâng này. Và. Ok ta, chẳng miền bài 2 tiết đó lấy đọc một mối. Ồ, hai thị trường. Ok ta. Mở lấy đọc một mưa mà bà tiết mất. Việt Nam ấp cho bác dưỡng bác ở Việt An tỉnh mất. Việt Nam An khó. Của dương riêng kia chả ăn sao ta nẹ cho bạn nhà bạn hay dạng tích á. Nhưng mà của dương bạn xe à một cái dương chạy một cái mong. Rough. Vì nó misery, momentum, tomoy. Vì nó dương ăn rough. Rough. Nè, việc thằng lớn này cứ disturbance. Disturbance. Disturbance nâng miền này thà. Này đây nè. Miền miền này rồi nâng biện. Mau bì disturb ấy thì chơi. Disturb cả rồng khàn. Ở rồng khàn. Disturbance cả rồng khàn. Ở cả rồng khàn. Nâng này. Because of the disturbance. Vì bố tại miền cả rồng khàn. Cả rồng khàn. Cả rồng nhẹ rồng nhảy. The hotel guests were advised to remain in their rooms. អ្នកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារទាំងអស់ត្រូវបានគេឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់កុំចេញឲ្យសោះ។បាទ A misery. What is misery? Discomfort. Misery នឹងសេតណា misery misery មានន័យថាម៉េច being very sad misery មានន័យមានទុក្ខសោកខ្លាំងស្គាល់ទេអានេះមកជា letter D best answer បើនេះវិញបើមេឃវិញពេលមួយទៀតគឺពាក្យស្រៀងគ្នាដែរគេ miserable ពេលដែលមេឃ miserable គឺមេឃហ្នឹងវាអាប់អួរហើយ misery នេះគេប្រើសម្រាប់មនុស្សមានន័យថាដែលមានទុក្ខសោកខ្លាំងហើយ B momentum momentum មានន័យថាម៉េច momentum
momentum. Yeah, momentum. Mình này thầm mạch. Momentum là mọi sự mọi sự mọi người bạn đúng không? Mới mới miền này đang tham mày Tụ việc phải momentum tụ và tại miền rừng tụ miền sông tô cá tô là nào 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 dạ sao vậy tầng ngon nó xuân nào tầng ngon anh ấy nó chưa chụp lại đi nó chưa thờ mồi đó phê xì nó dừng ăn thầm mấy à này trâu mất đầu chú ọt xong lấy ra Rough, ra ra hay ra nó cái tham ấy à nè cái tham mấy rough. Friendly ra ra nó cái tham ấy à nè trẻ trẻ extreme anger. yeah Like yeah ra nó mà anger, không ai với người ta cầm thân crowd nó là anger. thằng crowd nên ngày đó về đi nó thầm Thơ mỏi môi. nó thầm mỏi nó Đứng thầm đi, mỏi this is a bit of an answer. thầm mỏi nó không ai với người ta kêu trở lại cho lắc ca trở Là lại cho cho. thầm mỏi nó đã xong những game rồi bị chuồn Đi. Là đi. đi Sao thì đi. phí xíu đi tăng ngọt này Đi. ai cập phía vết thì chắc thà đi lại Yeah. Đi đi có chơi. biết disturbance This is hai the đường thơ mỏi nó đây biết xong và hai cái này không toàn đấy mà answer. ngày chẳng đi nữa chẳng ngọt cái miền idea đấy miền Yes. dù bò là Ở idea đấy bò miền dù bò là idea dân châu đồng vậy đó bà nói châu đồng vậy bà đấy bạn bà lại bạn sao đi chưa? mà chạm chòm thấy thì chờ hùa màu thì đấy hùa màu thầu tam bất thầu riêng mặt tật vẫn thì cho tàu biển mẹ từng ở nên ta buồn màu này nó mặt tật á đôi giờ phó bạn điệp rồi chứ tàu We lái will unhappy for the thầu riêng intrusion mà ta buồn màu này hay đi chơi liệt còn liền đâu ai học mà sửa còn phòng ai bờ sân chỉ nhóm miền phế là này là nhóm miền phế nhóm mình trong biển này misfortune, buồn máu nhóm trong biển education, đọc máu fortune, mặt tật á prosperity. là bây giờ tan C. tràn là ngày bỏ Letter C. Chắc letter C đâu is the best answer intrusion. mưa sân mưa sân Encroachment. cầm toàn tham ấy nè Ủa, they intrusion nó ca were chuyện unhappy about the intrusion và of the squatters on their land là gì? nói rằng ông mơ bị they were unhappy about the intrusion của cái cư mình sẽ bài chặt tay ông bị intrusion intrusion mới nói Ca thầm mấy chuyện tiền, ca chuyện ca tiền, chuyên viên ca bổng viên cho làm the tiền, squatters the water, ở đây, đã water chốt on không the đây thì khác là tiền tiền cho tất tất đây chứ. yeah ca chỗ từ lên tận đây rồi bỏ kì nè ngay bà à lâu viện năng giàu ấy à, cũng khăn nhưng mơ intrusion nè hỏi cho bạn intrusion nó việt đôi những ai kể ấy nên mi fortune nó bên đây tham vậy rương ạ Miss Fortune sol nó hiện nay là các ạ sao lại mua yeah you are right Integration rương ạ sol nó sẽ đang ở trọ chẳng tầng nó sẽ mang ra là to cam be cam integration bụi cam bụi sama ra là cam cam mà chỗ cam kia bụi chẳng chỗ hạn á kia bên đây thà mình together chẳng á và hay Yeah. nói về Encroachment. the encroachment Encroachment là triệt châu lại mua chứ. tam bất đời xa Là nẹp gì? đừng ở cái này ở đài riêng bộ có xài bạn học chạy biển đang chụp bài biển cọ cho mình nâng nông tạo xa cứ cái prao tẹp tơ một đầy thli nhập à À, triệt biển nâng châu cái chuyển prao sinh. thạc ca tuần triên cho đầy Còn tương được đặt giả chuyển sinh. ok đọc về disparity Disparity inequality like disparity nó mismatch. mean a difference different in level keep saying clear not different in level or we can say sometimes we can say treatment right chẳng disparity nó mean cái cấp saying clear ok chẳng ក្នុងចំណោម4ហ្នឹងអាពេលដែលអង្គនេះដឹងពីអត្ថន័យចឹងហើយមួយណាដែលសមវិញ C. yeah មានអ្នកណាថាអីខុសហ្នឹងណាប៉ិន teacher ច្បាស់អានេះគឺ teacher ជួបកាលមុន teacher អាសាបកកាសែតណានៅក្នុង YouTube teacher ក៏មានកាសែតជាង60វីដេអូដែរហ្នឹងហើយមានអ្នកណាថាអីទៀតទេឬក៏មានគំនិតជំទាស់ខាងកន្លែងនេះមិនសូវសមទេយើង
giờ mất hay dân xe một nè, dân discount một nè, dân mình răng tật tân, nói dân mình răng tật tân tha chùm loài na chia chùm loài đẹp thầu tật trâu ấy, xong khán cứ vi logic hay dân chỉ chơi cái nếp đòi hẹn phóng, giờ chùm loài mới đèn logic, ta cả nay dân tha logic, crown ca chỉ chơi cái nếp mẹn logic đã ấy nhá, logic crown ca chỉ chơi cái nếp, logic crown ca discount nè đợt tế có, cái discount chẳng đôi dân cứ vi ok đôi tập niệm, nè này, mẹ nó thấy dân mẹ này chỉ đấy. Mẹ này ạp đấy ạp mẹ đấy chờ chẳng đòm bốn đó nè chẳng bàn đòm thấy mọi người chờ dạy cái này ấy mẹ này đòm bốn này chờ đòm bốn này chờ này đòm bốn này chờ mẹ này chờ đòm bốn này chờ từ biệt ha sense of disappointment là nhiệt môi này cả additionally khán biệt tầng buồn nâng cái lại nâng về chỉ adverb nè 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 à cái lại này fail này chỉ verb chẳng sense of disappointment cái lại nâng về đa tua chỉ adverb biệt nâng qua fail này chỉ verb cái lại nâng cứ về đa tua chỉ adverb đi chờ đây là đi mà after meeting the famous actor in the place 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 នឹងមានសាច់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេល in the place ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអាហ្នឹងបន្ទាប់ពីជួបអ្នកសម្ដែងដែលល្បីល្បាញនៅក្នុងសាច់មនុស្សអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងមានន័យថាផ្ទាល់ជួបមនុស្សហ្នឹងផ្ទាល់ន័យវាអញ្ចឹងណាជួបមួយសាច់មនុស្សហ្នឹងមានន័យថាជួបផ្ទាល់ហើយចាំមកតបពីជួបជាមួយនឹងតារាសម្ដែងហ្នឹងដែលល្បីហ្នឹងដោយផ្ទាល់ណា they felt sense of disappointment ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាខកចិត្តសង្ហាចិត្តមក additionally យើងប្រែថាម៉េចចេះហ៎យ៉ាង additionally one time we abandonly ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចដែលឆន Yeah we are good វាស្មើនឹងពាក្យមួយទៀតគឺ plentifully Sorry plentifully plentifully ពាក្យមួយទៀតមានន័យថាច្រើនច្រើនសម្បើមចឹងណា Plentifully យើងអានថាម៉េច Unduly ហ្នឹងមាន unduly ណា unduly មានន័យថាម៉េចហួសហេតុបាទហួសហេតុឬក៏ដែលគ្មានការធានារ៉ាប់រងឬក៏ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងន័យវាអញ្ចឹងដែលឯងសុំទោសដែលជាគុណធានាមិនដោយគ្មានការធានារ៉ាប់ដោយគ្មានការទទួលស្គាល់ខ្មែរយើងដែលគុណធានាមិនដោយបានវើដោយជាយ៉ាងសុំទោសដោយជាយ៉ាងអាហ្នឹង adverb ដែលគឺ adjective ដែលន័យអាហ្នឹងសុទ្ធ adjective ហ៎ខ្មែរAndy was Leslie. Đào gì kì? Đào kìa đầm lại. Mùi nè. Là được đi. 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 Yeah, good. I think it is đi too. Thì cho có cất là đi đây. Từ bố mơ kế đôi ọ cha. Đào kê từ chua kết đầy kìa đầm lại. Ê không chỉ vật. Ất ọ cha. Dù mùi nè là bấy kìa đầm lại ọ cha. Của ấy khơi anh phá viện disappointment á. Disappointment viện nâng kháng á. Né. ពាក្យហ្នឹងខ្លាំង disappointment បាទមិនមែនធម្មតាទេពាក្យហ្នឹងហើយអាលេងភ័យនេះខ្ញុំកែខុសហើយខ្ញុំកែខុសខ្ញុំ highlight ខុសពាក្យហ្នឹងត្រូវ highlight different តែខ្ញុំឡាក់ខាងមិនឆលប៉ានមិនឆលផ្ញើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារខាងក្រោមនេះ noun ទាំងអស់ because of development different noun 3 adjective 6នេះហ្នឹងហើយ Because of their fundamental difference, they would never be close friends. Fundamental នឹងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ fundamental ហ្នឹងមានន័យថាជាគ្រឹះសំខាន់ពាក្យថា fundamental ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងមានបើរៀន writing មានប្រភេទសំខាន់មួយគេហៅថា fundamental writing skill ហ្នឹងហើយ
នៅក្នុងនេះគឺត្រូវយក noun យកមកជំនួសពាក្យ difference difference នេះជា noun a contradictory មិនមែនជា noun ទេមិនមែនជា a ហើយនឹង c នោះគឺខុសហើយ a ហើយ c ខុសហើយព្រោះវាជា adjective a delinquency noun c c delinquency noun ដែរ c noun ដែរចា៎បាទ noun អូខេអូខេ noun b ក៏ noun d ក៏ noun ណាប៉ុន្តែសំខាន់យើងសិក្សាទៅលើអត្ថន័យវាសិនអឺ a នោះ contradictory បើសិនជាវាដើរតួជា noun វិញអាហ្នឹងយើងថាភាពផ្ទុយគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគុណនាមទេដែលផ្ទុយគ្នាដែលមានគំនិតផ្ទុយចឹងមកដល់ពេល b disparity disparity គឺ disparity ទីចតុមនិយាយមុនហ្នឹងដែរ different level កម្រិតខុសគ្នាភាពខុសគ្នា different in level different in level ហើយមួយទៀត delinquency c នៅ delinquency មានន័យថាម៉េច delinquency អាហ្នឹងគឺ minor crime អង្គរតកម្មតូចតាចរឿងអង្គរតតូចតូចតាចអំពើទុច្ចរិតយ៉ាអំពើទុច្ចរិតដល់ពេល intensity like willing to strongly win strongly នេះយើងមិញយើងមិនសិក្សាទៅលើពាក្យមួយដែលយើងទៅចែកគ្នាយើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង intense ដែលយើងថាជា adjective អានេះមិនទៅជា noun វាវិញអញ្ចឹងណាតែមានបំពេញ intensity ហ្នឹងភាពមានកម្លាំងកំហែងភាពខ្លាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ so which one is the best A មិនត្រូវ A ត្រូវ B B ទីជាយកហាយសេង B ទូន can be the best right be the best B is the best one yeah be the best ពួកកន្លែងហ្នឹងគឺគេថាការពាក្យមួយអត្ថន័យវាស្មើគ្នាឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលនឹងពាក្យ difference ណា difference right okay ទាំងយ៉ាង B ណាហើយថ្ងៃមិញហ្នឹងខ្ញុំ highlight ខុសទេហើយក៏ខ្ញុំមើលឡើងវិញខ្ញុំដូរកន្លែង highlight ទៅហើយក៏អត់បាន update ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបាន print បដាបដាហ្នឹង print តាណាថ្មីថ្មីមិនឲ្យ print ទាំងអស់ហ្នឹងណាដែល update ណានេះទៅ copy ដាក់ចូលដែរទេអត់ទាន់បានអានទេណាអានេះ reading ហើយ reading នេះក៏យើងត្រូវទៅ check គ្នាច្រើនដែរដោយសារ reading វាមានពាក្យច្រើនបាទពាក្យច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែ reading នៅក្នុងប្រឡងគ្រូគឺអត់សូវពិបាកម៉ានទេអត់សូវពិបាកត្រង់ថាវាដាក់បន្តិចបន្តិចបាទវាដាក់បន្តិចបន្តិចហ្នឹងមក passage អីហ្នឹងកាត់មកពី TOEFL ឬក៏ IELTS មក passage យកមកដាក់អីហ្នឹងវាមិនបានកាត់ទាំងអស់មកណាបើកាត់ទាំងអស់មកគឺទាំងអស់គ្នាដឹង TOEFL reading វាមិនបានអត្ថបទ TOEFL 3 1 2 3អត់1 2 3 4 5 5 5 5 TOEFL 5ប្រឡងគ្រូដាក់តែមួយឯងប៉ាន់មានន័យថាប្រឡងគ្រូគេដាក់តែមួយដោយសារប្រឡងគ្រូគេមិនមែនប្រឡងតែកម្រិត TOEFL IELTS ទេប្រឡងគ្រូគឺគេប្រឡងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងពរុកសលដែរបើចេះតែថាមក TOEFL ហើយនឹង IELTS ទៅបរៀនគេអត់កើតអញ្ចឹងបានគេទៀមឲ្យគ្រូនឹងចេះឯងគេចេះចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រមានចេះតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រូកសលតាក់ទងមួយចិត្តវិជាអញ្ចឹងបានអាក្នុងហ្នឹងវាមានតាំងពី terminology វាមានតាំងពី comprehension question វាមានតាំងពី foundation វាមានតាំងពី applied linguistic វាមានតាំងពី writing skill វាមានតាំងពី grammar វាមានតាំងពី vocab និយាយទៅគឺខ្វះតែ2 listening speaking គេអត់ដាក់ហ្នឹងហើយបើដាក់អានឹងទៀតតេសនេះគឺ standard standard ពិភពលោកមិនមែន standard សកលខ្មែរទេប៉ុន្តែដាក់វាដាក់អត់កើតហេតុអីបានដាក់មិនកើតបេក្ខជនច្រើនពេកដាក់មិនអ្នកណាងាររៀបចំរកតាកាសឲ្យស្ដាប់រកមិនចង់បានហ្នឹងហើយសួរថា speaking គេត្រូវការអ្នកសម្ភាសសួរថារកអ្នកសម្ភាសមកពីណាគ្រប់បេក្ខជន10000អ្នកហ្នឹងអ្នកជំនាញគេសម្ភាសក្នុងមួយថ្ងៃគេសម្ភាសតែ4 5អ្នកទេនៅប្រឡង IELTS ឬក៏ TOEFL អីដែលមានគេសម្ភាសហ្នឹងគេសម្ភាសអ្នកសម្ភាសគេ
đó một thầy nẹ chiến này thầy nẹ chiến nè xong phía trăm nè ai nẹ chùm nế chứ ngân và cho cái dương lên tu tèo một tế bộ cho cái còn là xó xa hàng lên bà lòng đón cho chọn mơn nè hay xua nẹ nai màu xong phía dương đó nẹ xong phía hoa bì nà miền lôi chua nè xong phía đài cho listening bờ thì họ thả lâu sắp của phép đôi nhân handset đôi đôi đặt cả sắp nó cắt ngon bị đời mà mơ nó cắt hẳn rồi rồi còn chạm bà hỏi snap có viêm sau tuần nào hay khả năng viên thảo vẹt con mỗi ai kế vẹt con mỗi ăn nó rẹt tiết á viên prop thơ miền ai tiết bà ta cao đang ở thuê chẳng ăn rẹt kho chùm nế nhỏ cao tiết viên ăn rẹt viên prop thơ dạ tôi ăn rẹt nâng kia mẹ chơi hòn lề tiết chẳng á à, lấy sử dụng nâng ạ nâng chẳng ạ tôi phải kêu direction bà bạn quạt đăng tha thầu kêu instruction mà chẳng á ok thằng ngọc này chẳng đời xa ngày nay cứ ban đầu đăng tế ai chẳng dương riêng reading á ai dương riêng reading hay mơ chạy ở hỏi mất xuống dậy cái này á chạy mơ bị của bà phải bài hỏi mất xuống dậy cái này nâng này nâng này những discuss những share đó cứ improve thằng ngọc này nhóm của riêng bên nhà thằng ngọc này đây cho nói class nâng này ok so I think it should be only here for today because I am a bit busy, not like yesterday, right? Thank you, teacher. Goodbye, teacher. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.